Tiếp theo, xin kính mời quý vị theo dõi IV News về phát minh mới tùy tạng nhân tạo do Hoài Vi thực hiện. Những bệnh nan y như bệnh tiểu đường, với sự tiến triển của khoa học, đã đem đến nhiều cách chữa trị tân tiến hơn. Thứ Tư, ngày 28 tháng 9 năm 2016 vừa qua, Cơ quan Kiểm tra Thực dược phẩm FDA đã tán thành cho sự sản xuất tùy tạng nhân tạo, máy Medtronic Minimed 670G, một loại dụng cụ để giúp những người bị bệnh tiểu đường loại 1 điều trị bệnh của mình. Hiện tại không có thể chữa khỏi bệnh tiểu đường loại 1, nhưng có phương pháp để giúp điều trị. Những người bị bệnh này phải thường xuyên theo dõi lượng đường trong máu của mình và phải luôn kiểm soát chính xác lượng insulin để chích, phù hợp theo cách ăn uống và sự hoạt động hàng ngày. Nếu không cẩn thận quan sát và chích insulin, lượng đường trong máu có thể hạ quá thấp hoặc tăng quá cao và có thể làm cho người bị bệnh bị hôn mê bất tỉnh. Theo bác sĩ Robert Corgi, đang làm việc tại New York, tùy tạng nhân tạo giúp cho bệnh nhân tiểu đường loại 1 theo dõi lượng đường của họ dễ dàng hơn. Máy Medtronic Minimed 670G tự đo lượng đường trong máu của bệnh nhân và tùy theo sự cần thiết, máy sẽ trích ra đúng lượng đường cần theo cơ thể của họ. Bắt đầu vào mùa xuân năm 2017, những bệnh nhân từ 14 tuổi trở lên có thể mua máy tùy tạng nhân tạo, theo tòa bác sĩ của họ. FDA lo rằng máy có thể gây ra sự hạ đường quá thấp. Tuy đã xét nghiệm 123 người đã sử dụng loại máy tùy tạng nhân tạo này và không có sự ảnh hưởng phụ nào trầm trọng xảy ra, nhưng FDA vẫn muốn nhà sản xuất phải nghiên cứu thêm trước khi cho bệnh nhân nhỏ tuổi hơn sử dụng. Vì vậy, Medtronic đang bắt đầu cuộc xét nghiệm cho sự an toàn và hiệu lực đối với bệnh nhân tiểu đường loại 1 từ 7 tới 13 tuổi. Đến đây, chương trình xin tạm dừng trong giây lát. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình sau phần thông báo và quảng cáo. Thông báo: chúng tôi trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự buổi dạ tiệc từ thiện vào ngày thứ Bảy, 8 tháng 10, 2016 tại nhà hàng New Fortune, Gettysburg, Maryland. Buổi tiệc được đồng tổ chức bởi nhà thờ San Francis of Assisi, Maryland, nhà thờ St. Paul, Haiti, tổ chức Health and Education for Haiti, khoa dược thuộc trường Đại học Maryland Eastern Shore và tổ chức International Community Initiatives. Buổi tiệc nhằm gây quỹ ủng hộ cho các chuyến đi y tế từ thiện cho người dân nghèo tại Haiti, là nước nghèo nhất ở châu Mỹ. Liên lạc mua vé và để biết thêm chi tiết về buổi tiệc hay chuyến công tác, xin liên lạc dược sĩ Trương Hoài An, điện thoại 240-401-4284, 240-401-4284, hoặc gửi email hchuong@umes.edu. Thưa quý vị, một vinh dự mà Luraco xin được chia sẻ là thời gian sắp tới, ghế massage i7 sẽ có mặt trong hầu hết các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ. I feel amazing, I feel rejuvenated. It just really helped out a lot. The heat and the stretching. The foot massage, the rollers were really nice as well. It relieved a lot of stress and anxiety. I fell asleep for about 5 minutes. It was awesome. Foot rollers was amazing, and then I really also liked the heat. Very relaxing. It's nice for a long, stressful day. It doesn't surprise me at all that it's the world's number one medical massage chair. My favorite part was the leg stretching and the feet massage. Helps a lot. I like the lower body stretching and the foot rolling. The technology really helps out a lot. It was amazing. I really enjoyed the feet. I mean, it really got every part of your body, I felt like. There's actually no surprise to me that iRobotic 7 is the world's number one medical massage chair. Hãy gọi cho Luraco ngay hôm nay để sở hữu một chiếc ghế massage tốt nhất cho gia đình quý vị. Bình Lê Auto Care hân hoan chào đón quý khách. Gara Auto Care Bình Lê chuyên sửa chữa các loại xe ngoại quốc và xe Mỹ, chuyên sửa máy làm thắng, hệ thống điện AC làm minor body. Nhận check xe cũ trước khi mua, tại đây chúng tôi có hệ thống điều khiển chuẩn bệnh xe ô tô bằng máy computer. Khi đến với dịch vụ của chúng tôi, quý vị sẽ được giảm giá 4 Mỹ Kim cho dịch vụ Safety and Emission Inspection. Quý khách cần mua xe cũ xin hãy ghé tiệm chúng tôi, địa chỉ 100 Hillwood Avenue, Fort Stretch, Virginia 22046, số điện thoại 703-532-0513.
Mùa hè sắp đến, vườn mai vàng Florida sẽ cung cấp tất cả các loại cây ăn trái nhiệt đới của Việt Nam. Ngoài ra, vườn còn có nhiều loại bonsai và cây cảnh, đặc biệt nhất là mai vàng với nhiều kiểu dáng khác nhau. Quý khách nên order cây từ bây giờ đến cuối tháng 10 để tránh việc gửi cây vào mùa đông. Vườn mai vàng chuyên cung cấp sỉ và lẻ, hàng sẽ được gửi đến tận nhà. Ngoài ra, nếu quý vị muốn làm đại lý của chúng tôi, xin vui lòng liên lạc trực tiếp với Mai Vàng Florida 941-301-9251. 941-301-9251. Tại Sajuri, chúng tôi có sửa chữa nữ trang thâu, mua vàng vụn, thay pin đồng hồ, dịch vụ cầm đồ, bán quà lưu niệm, gửi tiền và quà cáp về Việt Nam, sửa vi tính máy in, máy copy, máy fax. Tận tâm, uy tín, an toàn, nhanh lẹ. Chúng tôi có cho thuê mặt bằng để làm văn phòng khai thuế, bán vé máy bay hoặc làm các loại nghề. Tại Sajuri & Supply đó. Địa chỉ: số 2 Professional Drive, phòng 216, Gaithersburg, Maryland 20879. Điện thoại 301-947-0838. 301-947-0838. 301-366-9381. 301-366-9381.